Em lại về một con của công suất nhá, của 7GX nhá. Vâng. Đây. Cục này thì phải nói là đây là dòng cao cấp của bên Onkyo rồi nhá. Nó Onkyo những cái cục này nó gọi là dòng cao cấp luôn nhá. Đấy. Hàng về vuông thành sắc cạnh khá là ok luôn. Vâng. Đấy. Con này có thể đây cắm các đường điện thoại vào đây, cổng in line này, cổng tape in này, đấy nhá. Đấy. Có đường súp nhá, có đường cắm súp nữa này. Đấy. Loa thì kết nối ở đây nhá. Đấy. Công suất của nó là 48W nhá. Và những cái dòng này của nó Onkyo công suất nó chỉ khoảng tầm 50W thôi. Không nhiều. Và tuy nhiên cái chất lượng âm thanh của dòng Onkyo tiếng nó rất là tốt nhá. Ok. Những cái dòng này nhá thì hàng này thì em sẽ bao chạy CD nhá, bao chạy CD cho quý vị và phân nhạc qua điện thoại và công suất nhá. Vâng, đấy. Giá con này rất rẻ nhá. Giá so với những dòng Onkyo khác thì nó rất rẻ. Con này đời thì không phải là đời thấp đâu. Vâng. Đời không phải đời thấp đâu, quý vị có thể mua thêm một cái Bluetooth nhá. Vâng, đây nha, em kết nối đây là cái Bluetooth đây nhá. Bluetooth này là của nó là có dạng là không dây. Vâng. Đấy, khi nào hết pin thì mình sẽ cắm nguồn vào đây nhá. Thì đây là cái đường điện thoại đây, đường điện thoại để cắm đây. Đấy. Đây sẽ cắm vào đường in đây. Thì tất cả những cái Bluetooth này có thể kết nối được với thiết bị TV thông minh hiện đại và kết nối qua điện thoại nhá, bằng Bluetooth nhá. Vâng, đây. Rất là chất lượng, thì lúc đấy mình sẽ chuyển vào đường này nếu mà cắm đường điện thoại nhá. À, cắm đường line in nhá. Cắm đường line này, đấy. Thì lúc đấy là mình sẽ kết nối cái điện thoại hoặc là TV thông minh bây giờ nhá, qua cái đường Bluetooth này để nó sẽ phát vào đây nhá. Thì quý vị, thì chất lượng âm thanh nó sẽ rất là tốt nhá. Vâng, đấy. Mà mình sẽ không phải cắm cổng quang. Mình không cần phải cắm cổng quang nữa. Vâng, rất tiện dụng cho các TV smart bây giờ nhá. Còn đối với các TV thường ngày xưa nó chỉ có cổng quang thôi. Thì mình sẽ phải cắm cổng quang ra từ TV xuống nhá. Như con này của nó thì nó chỉ có cổng quang out thôi. Thì các đường line in đây thì mình sẽ sử dụng kết nối qua TV thông minh bằng Bluetooth này nhá quý vị nhá. Vâng. Đấy. Ok, đây là cách hướng dẫn kết nối Bluetooth, cách cắm từ TV, kết nối từ TV xuống nhé quý vị nhé. Vâng, đây. Ok nhé, giá con này thì đang rất rẻ. Vâng, chất âm của con này dòng 7GX thì của nó dòng đời cao luôn, nhưng lại giá lại rất rẻ nhé, giá dưới 1 triệu nhé. Vâng, quý vị nào cần lấy thì alo cho em nhé. Vâng, giá dưới 1 triệu. Vâng, quý vị nào cần lấy thì alo ngay cho em, số điện thoại của em là 0966 594 581. Địa chỉ là 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhé. Dạ vâng. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo của em.